xin chào các bạn chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của dược tốc biến trong video ngày hôm nay mình sẽ trình bày về các thuốc hạ sốt giảm đau chống viêm trước khi tìm hiểu về các thuốc này chúng ta cùng tìm hiểu về cơ chế gây viêm ví dụ như khi bạn bị người yêu đá vào chân mà sưng chân lên gây đau và viêm Tại đây, một loại enzyme phospholipase A2 được giải phóng để chuyển hóa phospholipid mang thành axit arachidonic. Từ đây dưới tác dụng của enzyme 5 lipoxygenase viết tắt là 5 lóc, chuyển hóa thành các leukotriene. Các chất này chính là tác nhân gây co phế quản, tăng xuất tiết, tăng tính thấm thành mạch và tăng thực bào. Mặt khác, axit arachidonic dưới tác dụng của enzyme cyclooxygenase viết tắt là COX. Enzyme này lại có hai loại. Thứ nhất là cốc 1 tham gia quá trình sản xuất các prostaglandin từ axit arachidonic có tác dụng bảo vệ, duy trì các hoạt động sinh lý bình thường của tế bào là một enzyme cấu tạo và còn được gọi là enzyme giữ nhà. Enzyme có mặt ở hầu hết các mô thận, dạ dày, nội mạc mạch tiểu cầu tử cung tinh hoàn. Ví dụ như thrombosan A2 của tiểu cầu có tác dụng kết tập tiểu cầu. Prostacyclin viết tắt là PGI2 trong nội mạc mạch, niêm mạc dạ dày, ức chế ngưng kết tiểu cầu. Như prostaladin E2 tại dạ dày bảo vệ niêm mạc. Prostaladin A2 tại thận thì đảm bảo chức phận sinh lý và duy trì lượng máu tới thận. Thứ hai là enzyme COX-2. Khác với cốc 1 cốc 2 chỉ xuất hiện trong các phản ứng viêm. Enzyme này thì xúc tác cho quá trình chuyển hóa axit arachidonic, prostaladin, chất trung gian hóa học như prostaladin E2 và f 1 alpha là những chất trung gian hóa học của phản ứng viêm. Prostaladin f 2 alpha thì làm tăng tính cảm thụ của các ngọn dây cảm giác với các chất gây đau của phản ứng viêm. Prostat Ladin E1, E2 tại vùng dưới đồi gây sốt do làm tăng quá trình tạo nhiệt như dung cơ tăng hô hấp và tăng chuyển hóa và giảm quá trình mất nhiệt do co mạch da. Cơ chế tác dụng của NSAID chủ yếu là ức chế enzyme cốc dẫn tới giảm sản xuất prostaglandin, vì vậy mà NSAID tạo ra các tác dụng hạ sốt, giảm đau chống viêm dựa trên tính chọn lọc của NSAID đối với enzyme cốc và tác dụng phụ của nó, mình sẽ chia NSAID thành hai nhóm. Đầu tiên là các thuốc ức chế cốc không chọn lọc, trên cả cốc 1 lẫn cốc 2 hay các NSAID truyền thống. Phải kể đến đó là aspirin, indometacin, sulindac, piroxicam, tenoxicam, naproxen, ibuprofen, Phenoprofen, ketoprofen flubiprofen, diclofenac. Các thuốc ức chế chọn lọc cốc 2 phải kể đến đó là celecoxib, enterocoxib, vandecoxib, lumiracoxib, rofecoxib, eterolac và Meloxicam. Riêng Meloxicam do tính chọn lọc trên cốc 2 chỉ mạnh gấp 10 lần cốc 1 nên hiện tại không còn được xếp trong nhóm này nữa. Diclofenac một số tài liệu lại xếp trong nhóm ước chế chọn lọc cốc 2 do tính chọn lọc trên cốc 2 ngang với Celecoxib. Còn đối với paracetamol, nhiều tác giả không xếp vào nhóm NSAID do tác dụng chống viêm không nhiều. Paracetamol vẫn có tác dụng chống viêm nhưng phải dùng liều cao hơn liều giảm đau vì trong ổ viêm có nồng độ cao các peroxit làm mất tác dụng ức chế cốc của paracetamol. Mặt khác, paracetamol không ức chế bạch cầu trung tính như các NSAID khác. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về các tác dụng phụ của thuốc này. Dựa vào tính chọn lọc đối với các enzyme cốc mà chúng ta có thể biết được độ an toàn, hiệu quả của các thuốc một số tác dụng thường thấy đối với các thuốc ức chế cóc không chọn lọc như trên đường tiêu hóa đây là nơi cốc một chuyển hóa axit arachidonic thành prostaladin E2 viết tắt là PGE2 và prostaladin I2 viết tắt là PGI2 có vai trò quan trọng trong việc ức chế bài tiết HCL và kích thích bài tiết dịch nhầy cùng bicarbonate ở dạ dày giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày. Thuốc NSAID ức chế tổng hợp PGE2 và PGI2 tạo điều kiện cho HCL của dịch vị gây tổn thương niêm mạc dạ dày. Tác dụng thứ hai phải kể đến đó là việc ức chế thrombosan A2, viết tắt là TXA2. Như đã trình bày ở trên, thrombosan A2 có tác dụng thúc đẩy việc kết tập tiểu cầu. Vì vậy, khi bị ức chế tổng hợp sẽ làm tăng nguy cơ chảy máu Lợi dụng tác dụng này, aspirin được sử dụng điều trị dự phòng nhồi máu cơ tim thứ phát và đột quỵ. Do aspirin khác với các NSAID khác, nó ức chế không thuận nghịch đối với enzyme cốc 1 trên tiểu cầu. Vì tiểu cầu không có nhân nên nó không thể tạo ra enzyme mới. Do vòng đời của tiểu cầu từ 5 đến 7 ngày, chính vì thế khi ngừng sử dụng aspirin, tác dụng chống kết tập tiểu cầu vẫn còn khoảng 5 đến 7 ngày. Tại thận các prostaglandin như E2 và I2 có vai trò quan trọng trong duy trì tuần hoàn thận. Enset ức chế tổng hợp các chất này có thể làm tổn thương thận ở những đối tượng đặc biệt như suy tim, tuổi già. Đối với các thuốc ức chế chọn lọc cốc 2, các tác dụng không mong muốn trên tiêu hóa, máu, thận, hen giảm đi rõ rệt. Trên mạch máu ở trạng thái sinh lý bình thường có sự cân bằng giữa PGI2 và TAX2. PGI2 trong nội mạc mạch chủ yếu được tổng hợp bởi enzyme cốc 2, nó có tác dụng giãn mạch và ức chế ngưng kết tiểu cầu. Mặt khác, tax 2 chủ yếu do enzyme cốc 1 tổng hợp và có tác dụng co mạch, thúc đẩy quá trình kết tập tiểu cầu. Khi bị ức chế enzyme cốc 2, lượng PGI2 giảm xuống, làm mất sự cân bằng giữa PGI2 và tax 2 dẫn tới co mạch và ngưng kết tiểu cầu các biến cố về tim mạch như nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Cuối cùng, chúng ta cùng tìm hiểu các nguyên tắc chung khi sử dụng NSAID. Có người chịu đựng được thuốc này nhưng không chịu đựng được thuốc khác. Uống trong hoặc sau bữa ăn để tránh kích ứng dạ dày. Không chỉ định cho bệnh nhân có tiền sử lét dạ dày, trong trường hợp thật cần thiết phải dùng cùng với các chất bảo vệ niêm mạc dạ dày. Song những tai biến trên tiêu hóa không phải chỉ do tác dụng kích thích trực tiếp của thuốc lên niêm mạc mà còn do tác dụng chung của thuốc. Chỉ định NSAID cần thận trọng đối với bệnh nhân viêm thận, suy gan, có cơ địa dị ứng, cao huyết áp. Nếu dùng liều cao để tấn công, chỉ nên kéo dài 5 tới 7 ngày và nhanh chóng tìm được liều thấp nhất có tác dụng điều trị để tránh được tai biến. Không phối hợp các NSAID với nhau vì làm tăng độc tính của nhau. Không dùng NSAID cùng với các thuốc chống đông máu loại kháng vitamin K, sulfamid hạ đường huyết vì làm tăng độc tính. NSAID có thể làm giảm tác dụng của một số thuốc do làm tăng dáng hóa hoặc đối kháng tại nơi tác dụng như meprobamat, adrogen, lợi niệu furosemid. Tiếp theo là câu hỏi thảo luận. Câu hỏi cho chúng ta là tại sao NSAID lại chống chỉ định ở phụ nữ có thai, đặc biệt là 3 tháng cuối. Các bạn hãy comment phía dưới để cùng học hỏi nhau nhé. Và đến đây thì video của mình đã kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.